Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Vì Domino qua một câu chuyện có tựa đề Ân Đền Oán Trả. Quý khán thính giả thân mến, ngày hôm nay thì phòng thu của Thi có một chút trục trặc, vì vậy cây đèn nó không có đủ sáng. Ngày hôm nay cây đèn bị hư rồi, hư bất ngờ quá cho nên là Thi không có chuẩn bị kịp. Vì vậy ánh sáng ngày hôm nay nó không có đủ, vì vậy video nó hơi tối một chút. Rất mong quý khán thính giả thông cảm cho Thi nha. Và Thi rất mong quý khán thính giả trong lúc nghe truyện đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ân Đền Oán Trả, tác giả Vì Domino. Phú Hậu Thất, một cái tên mà khi nhắc đến, cả cái làng vọng này ai cũng phải run sợ. Cả làng từ trên xuống dưới, từ lớn tới nhỏ, không ai là không biết đến nhà lão Phú Hậu có tiếng độc ác gian tham. Phú Hậu Thất năm nay cũng đã ngũ tuần, có một người vợ là bà Tình. Không biết là do sức khỏe hay cái nghiệp đời khiến lão khó khăn về đường con cái. Vì lấy vợ nhiều năm mới sinh được một cậu con trai đặt tên là Đức. Trong làng lão nổi tiếng là độc ác, kẻ ăn người ở trong nhà, sơ hở là bị đánh đến thừa sống thiếu chết ngay. Đặc biệt là các con nợ trong làng, nếu không trả kịp cho lão, nhẹ thì mất ngón tay, còn nặng thì mất cả cánh tay. Ai ngoan ngoãn giao kế ước đất ra cấn nợ thì may ra còn giữ được cái mạng. Nhắc đến tội ác của lão, chắc ghi ra vài tờ sớ cũng chẳng đủ nữa. Đã vậy lại còn có tính háo sắc, dâm dê đê tiện. Trong làng cứ người nào có con gái mới lớn, thấy lão đều cách xa 10 mét. Mà không chỉ gái mới lớn, thậm chí đàn bà quá chồng hay phụ nữ có con, lão cũng chẳng tha. Cứ xinh đẹp là lão lại thả dê. Lại nói về bà Phú Hộ Tên Tình, vốn là con gái của chánh tổng làng bên. Do được nuông chiều từ nhỏ nên cực kỳ điêu ngoa đanh đá, không khác gì chồng. Trong nhà người ăn kẻ ở, hết đối mặt với lão lại đến mụ này. Quay trước quay sau là bị trách phạt. Hai ông bà ác độc là vậy, nhưng lại sinh ra cậu Đức, là người đúng với cái tên. Nhân đức hòa nhã, yêu thương dân nghèo, người ăn kẻ ở trong nhà ai cũng yêu quý cậu. Ngày ngày cậu theo lão Phú ra ngoài đồng trông coi ruộng đất, rồi lại sang mấy tiệm gạo của gia đình. Sáng hôm nay mới sáng sớm, giọng của lão Phú Hậu Thất đã oang oang từ trên nhà xuống nhà dưới. Thằng Tý đâu? Tý đang quét sân ở trước nhà nghe vậy liền chạy vào. Dạ bẩm ông gọi con à. Cầm chiếc quạt nang trên tay phe phẩy, ông nói. Mày sang kêu cậu hai lên đây cho ông coi. Thằng Tý vâng dạ một tiếng rồi chạy đi. Giải thích một chút về cách bố trí nhà của lão Phú Hậu Thất này. Tuy là cùng ở trong một khuôn viên đất, nhưng có hai căn. Một căn nhà năm gian lớn là nơi ở của vợ chồng lão, còn một gian nhà kế bên là của cậu hai Đức ở. Để sau này cậu cưới vợ thì vẫn ở bên ấy, tuy nhiên vẫn dưới sự cai quản của ông Phú. Giờ đây thằng Tý chạy sang gian nhà kế bên, đến trước cửa phòng cậu hai Đức. Nó đưa hai tay bỏ trước bụng rồi gọi lớn. Dạ bấm cậu hai, ông cho gọi cậu hai lên nhà có chuyện à. Hai Đức đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe vậy thì cười. Ta nghe rồi, anh cứ lên nhà trước đi, ta lên ngay đây. Thằng Tý dạ một tiếng rồi chạy lên. Một lát sau cậu hai Đức áo dài khăn đóng gọn gàng. Thấy lão Phú Hậu Thất đang ngồi trên ghế, cậu chắp tay thưa chuyện.
Cha gọi con à? Chỉ chiếc ghế trước mặt, lão nói: Ngồi xuống đó đi. Cha thấy con này đã lớn khôn rồi, còn cha mẹ thì ngày càng già đi. Vậy nên á, con lấy vợ sớm đi, để cha mẹ có cháu ẩm nữa chứ. Con tính đợi cho tới khi ta lên bàn thờ ăn xôi ngắm gà với tổ tiên thì con mới chịu thành gia lập thất hay sao? Cậu hai nghe vậy thì cười tủm tỉm nói: Cha cứ nói quá hả? Con còn muốn giúp cha mẹ, chưa có nghĩ đến chuyện gia đình à? Cha con nói đúng rồi đó. Mày coi mà lấy vợ đi, chứ cha mẹ không có chờ được đâu con. Từ bên trong tiếng bà Phú Hộ nói vọng ra, kèm theo là tiếng dép lẹt quẹt và hình bóng béo ụt ịch của bà. Đặt cái mông to bè như cái nia của mình xuống ghế, bà lại tiếp tục nói: Cha con nói không có sai đâu. Cha mẹ đã già hết rồi, con coi lấy vợ sớm đi. Mà nè, mẹ thấy có con Đào còn ông Chánh Tổng Khiêm đó, mẹ thấy nó cũng có ý với con. Hay là lấy nó đi, để mẹ đem trầu cao qua hỏi cưới nó cho. Không đợi mẹ mình nói hết câu, cậu Hai Đức liền kiếm cớ chạy đi. À, con nhớ là hôm qua con chưa có làm xong sổ ở bên tiệm gạo. Con xin phép cha mẹ con ra tiệm làm cho xong nghe, rồi sẵn tiện con coi mấy cái đám lúa. Cha cứ ở nhà đi, không cần ra ngoài đó làm gì cho nắng. Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng lôi thằng Hầu chạy đi như ma rượt, bỏ lại ông bà Phú Hộ ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chạy được một đoạn khá xa, anh dừng lại thở hồng hộc, làm cho thằng Hầu kế bên nó bụm miệng cười. Thế vậy anh liền hỏi: Mày cười cái gì cậu đó Dần? Tin cậu phạt mày 20 cây không hả? Thằng Dần thừa biết chủ mình không bao giờ làm vậy, nhưng vẫn cố nín cười. Nó nói: Bình tĩnh đi cậu. Cậu mà cho mấy thằng ở nhà đánh con á, thì con chỉ có nước đem đi liệm thôi đó cậu. Vậy thì mày khai mau coi, mày cười cậu cái gì? Thì cười cậu cứ nghe tới cưới vợ là cậu trốn, trong khi cậu thích cô Trang, con nhà bà Đoan còn gì. Sao cậu không xin ông bà hỏi cưới cổ đi? Vừa dứt câu thì một cái cốp rõ to vang lên từ trên đỉnh đầu thằng Dần, làm cho nó phải ôm đầu la lên oai oái: Con nói đúng mà sao cậu đánh con? Còn đúng nữa hả? Nếu như mọi chuyện dễ dàng như vậy, ta đâu có cần phải đau đầu như vậy chứ. Thằng Dần ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Vì với cái tính cách trịch thượng, mắt cao hơn đầu của hai ông bà Phú Hộ, thì còn lâu mới chấp nhận cô Trang về làm dâu. Nói một chút về cô Trang này, cô là con của bà Đoan quá phụ ở cuối làng. Chồng bà trong một lần đi buôn hàng bị cướp chặn dọc đường rồi giết chết. Năm đó Trang chỉ mới vừa 5 tuổi. Từ ngày chồng mất, bà không đi thêm bước nữa, cứ ở vậy nuôi Trang khôn lớn. Trang càng lớn càng xinh đẹp, tính cách dịu dàng thùy mị, nên luôn là tiêu điểm của đám trai trong làng. Tuy vậy cô cũng không quan tâm tới những người đó, chuyên tâm làm việc phụ giúp và chăm lo cho mẹ mình. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Lúc Trang đang giặt đồ bên cầu ao thì nghe một tiếng động lớn rơi xuống nước, kèm theo là tiếng vùng vẫy. Trang nhanh chóng lướt mắt đi tìm, phát hiện gần đó có một người đang vùng vẫy trong nước. Không suy nghĩ nhiều, cô lao xuống nước bơi về phía đó. Đến nơi, người kia cũng đã kiệt sức, từ từ chìm xuống. Trang dùng hết sức bơi lại chỗ người đó kéo vào bờ. Vào đến nơi, cô thấy đây là một chàng trai da dẻ trắng nõn, dáng dấp thư sinh, hẳn là con nhà Phú Hộ. Cô vừa dùng tay ấn ngực, vừa tặc lưỡi: Cậu ấm cô chiều, hèn chi không có biết bơi, chán thiệt chứ. Đã không biết bơi còn nhảy xuống nước nữa, đúng là mấy cô cậu rảnh quá.
Sau một hồi sơ cứu thì chàng trai cũng ọc ra không ít nước và ho lên sặc sụa. Thấy vậy Trang nói: tưởng đâu anh mà không tỉnh á, tôi mang anh cho cá ăn á. Không lâu sau anh ta chống tay ngồi dậy, ấp úng hỏi: Em cứu ta hả? Cô gái gật đầu, tiếp tục trở lại với công việc của mình. Cậu thanh niên sau một lúc hồi thần đứng dậy cảm ơn cô rồi ra về. Từ đó về sau, khi thì anh đem cho cô ít gạo, khi thì phụ cô trồng rau làm việc. Nhờ vậy tình cảm của hai người cứ ngày một lớn dần. Và cậu thanh niên này không ai khác, chính là cậu Hai Đức, con Phú Hậu Thất. Và rồi tình cảm ngày càng sâu sắc hơn. Trong lòng anh muốn hỏi cưới cô về làm vợ, nhưng nghĩ đến hai bậc cha mẹ ở nhà thì thở dài não nuột. Hôm nay anh có hẹn với Trang ở Rặng Tre như thường lệ. Khi ra đến nơi thì cô đã ngồi đó đợi rồi. Thấy anh, trên môi cô nở nụ cười thật tươi, và cũng chính nụ cười này đã khiến anh chết mê chết mệt. Nhưng anh nào hay biết, nụ cười này còn làm một người nữa trong làng cũng rất mê mẩn. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng sau này, khiến cho mối lương duyên của cả hai đứt đoạn, chỉ còn lại sự bi thương. Ngồi xuống kế bên Trang, cậu Hai Đức nắm tay cô, nói: Em có muốn làm vợ ta không? Trang nghe vậy e thẹn đáp: Cậu hỏi lạ đó, đời người con gái được mấy xuân xanh, ai mà chẳng mong tìm ra được người lấy mình chứ. Cậu gãi đầu cười, nắm tay cô và ân cần nói: Để ta về xin phép cha mẹ qua hỏi cưới em nghe, em nhớ chờ ta nghe. Nói đến đây mặt Trang chợt buồn. Cậu thấy vậy liền tiếp tục hỏi: Em làm sao vậy? Em không muốn cưới ta sao? Không phải. Em muốn lắm chứ. Được làm vợ cậu là niềm ao ước của em bấy lâu nay. Nhưng mà thân phận em nhà nghèo mặc hạn, làm sao em dám mơ làm vợ cậu. Hơn nữa, ông bà làm sao mà chịu để cậu cưới em? Đây cũng là điều mà cậu lo lắng nhất. Nhưng cậu không nói. Cậu trấn an cô: Em yên tâm đi, cha mẹ rất thương ta, nhất định sẽ đồng ý mà. Em chờ ta nghe. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Cả hai cứ vậy ngồi lặng lẽ bên nhau. Cứ ngỡ mọi chuyện êm đềm trôi qua, nhưng không, bão giông đang ập đến đổ xuống đôi uyên ương tội nghiệp. Hôm đó trong bữa ăn, lão Phú Hậu nói với vợ mình: Bà coi tìm người mai mối cho thằng quý tử nhà mình đi, chứ tôi nhìn thấy cái màu nó là muốn lơ là rồi đó. Lớn đầu rồi mà chẳng chịu cưới hỏi, cái tính thằng lạ thiệt. Bà Phú ngồi kế bên, tay cầm đũa gấp thức ăn, vừa bỏ vào miệng nhai nhòm ngoàm, vừa nói: Ôi, ông cứ lo bỏ trắng rằng, con mình nó đẹp, lại con nhà giàu nữa, thiếu gì mối mà ông lo. Ở một căn nhà cuối làng, hai mẹ con bà Đoan và cô Trang đang ngồi trước nhà. Bà nhìn cô con gái của mình rồi nói: Trang à, có phải con đang qua lại với cậu Đức, con và ông Phú Hộ Thất đúng không con? Mày đừng có giấu mẹ, mẹ thấy mày với cậu ba ngồi ở bụi tre rồi. Nhưng mà con à, nhà mình nghèo nàn dốt nát, nên ông bà Phú Hộ dễ gì chấp nhận đâu con. Nghe lời mẹ mình nói khiến cho Trang có chút thoáng buồn, nhưng môi cô vẫn nở nụ cười rồi đáp: Con biết chứ, nhưng mà con tin cậu. Bà Đoan nghe vậy chỉ biết thở dài. Có câu
Để thì thương, mà vương thì tội. Bà biết chắc một điều, ông Phú Hộ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Đến lúc đó, người đau khổ sẽ là Trang. Và rồi cuối cùng thì điều lo sợ của bà cũng đến. Hôm đó sau khi suy nghĩ, cậu hai dắt Trang về ra mắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, lão Phú Hộ đã đỏ hết mặt. Lão chăm chú nhìn cứ như con hổ rình mồi. Còn bà Phú Hộ thì cất giọng chanh chua. Cô làm cái gì? Rồi ở đâu? Cha mẹ còn hay là mất? Nhà có mấy anh chị em? Mẹ à, sao mẹ hỏi nhiều vậy? Sao mà cô ấy trả lời cho kịp? Bà Phú nghe vậy, trợn mắt ra hiệu cho cậu im lặng. Trang thấy vậy thì ấp úng. Dạ bẩm bà, bà có thể hỏi lại lần nữa không à? Lúc nãy bà nói nhanh quá, con nghe không kịp. Bà Phú đoán chắc rằng cô gái này cũng là con nhà cùng Đinh Mạc Hạng. Bà lộ ánh mắt khinh thường, biểu môi rồi nói. Xem ra, cốt cách này, tôi biết cô không phải là con nhà danh gia dòng tộc gì rồi. Trang nghe vậy thì sợ hãi, nép vào người cậu Đức. Thấy vậy bà Phú lại được nước nói thêm. Khỏi tránh né đâu. Tôi đã không đồng ý hôn sự này, thì dù có mời cậu hai, cũng không có thể làm gì được. Cậu hai thấy không khí căng thẳng, liền cười giả lả. Kìa mẹ, mẹ cứ từ từ. Mới lần đầu tới nhà chơi mà mẹ nói như vậy thì sao cậu trả lời được? Bà Phú khẽ lườm mắt, nhưng hai Đức vẫn cứ tiếp tục nói thay phần của Trang. Dạ thưa mẹ, nhà Trang ở cuối làng mình á, là con gái của cô Đoan. Còn cha của Trang thì không ai mất sớm. Hoàn cảnh thấy thương lắm mẹ. Cái gì? Nó là con của con Đoan, nhà ở cuối làng đó sao? Trời ơi, cái làng này không còn người để con yêu sao? Mà con lại chọn con nhỏ này hả? Cậu hai Đức nghe vậy thì liền hỏi. Yêu con của cô Đoan thì sao hả mẹ? Mày không nghe nguyên cái làng này, ai cũng nói rằng mẹ nó có tướng sắc vô sao. Còn nói nó là sao chổi, nên cha nó mới bị cọp tha vô rừng, rồi chết mất xác. Nhà hai mẹ con nó nghèo sơ xác, lấy nó về, mặt mũi nào cha mẹ nhìn ai? Ông Phú Hộ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Trang, giờ đây như muốn chứng minh sự có mặt của mình. Lão lên tiếng. Thì cái mặt vẫn ở trên mặt bà chứ đâu, có ai thèm lấy đâu mà bà hỏi. Ông nói cái gì vậy hả? Bộ tôi nói không đúng sao? Nhìn con bé nó cũng dễ thương dịu dàng, nhìn nó cũng siêng năng hiền lành đó. Nhưng mà mẹ nó là bà quá, là tướng sát phu, còn nó là sao chổi. Đàn bà quá thì sao? Bà có chắc sau này bà không quá không hả? Còn sát phu hay không cũng là cái miệng của mấy bà mà ra thôi. Bà quên là mẹ bà chết lúc vừa bà sinh ra sao? Ủa như vậy không lẽ cổ chánh là sát thê, còn bà là sao quá tạ hay sao hả? Cha của con bé chết là do bị cướp giết, không biết cứ là bài hái cho người ta cười chê. Thân giận vô cớ bị lôi ra làm bia đỡ đạn thì chỉ biết khóc không ra nước mắt. Còn cậu hai Đức nghĩ cha mình tốt tính ủng hộ cho anh, nhưng nào ngờ đâu trong đầu lão đang dấy lên một âm mưu đầy thâm độc. Dù bà Phú Hộ tuy không đồng ý, nhưng thời này thì phụ nữ vẫn phụ thuộc nhiều vào đàn ông. Cho nên lão Phú Hộ khi đã quyết định rồi thì bà đâu có dám ngăn cản. Vậy là tin cậu hai Đức con Phú Hộ thất lấy cô Trang con bà Đoan quá ở cuối làng được lan truyền nhanh chóng.
ở trong làng. Người thương thì vui mừng chúc phúc, còn kẻ ghét thì chê bai dè biểu. Ngoài chợ họ còn bàn tán với nhau rôm rã về chủ đề này dữ lắm. Hôm nay bà Đoan đi chợ, lúc tới quầy thịt của bà Thọ thì có tiếng gọi giật ngược. Nè chị Đoan! Bà Đoan nghe tiếng gọi thì quay lại tươi cười, nói: Cô Thọ kêu tôi hả? Bà Thọ thịt heo cười hề hề rồi nói: Em không kêu chị thì kêu ai nữa? Lại đây nói chuyện chút rồi về. Có đâu mà vội vàng đi nhanh như vậy chứ? Tôi đi chợ về còn dọn dẹp lại cái sân để chuẩn bị đám cưới con Trang nè. Đó, em cũng định hỏi chị đây nè. Vậy chứ con Trang á, nó đã mua sắm cái gì chưa? Rồi bên đó người ta mang sính lễ có nhiều không? Nể thật, chị đẻ đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo luôn, lấy được tấm chồng mát mặt mát mũi gì đâu á. Nghe mấy câu hỏi như vậy cũng đủ biết rằng bà Thọ rất nhiều chuyện. Hơn nữa trước đây mỗi lần thấy bà Đoan đi ngang qua, bà Thọ thường hay khinh khi, thậm chí là xua đuổi. Vậy mà giờ đây lại tỏ ra thân quen niềm nở. Đúng thật ra là nghèo thì chúng khi, lúc khá lên thì chúng vây quanh như người thân từ xa trở về. Biết đối phương cũng không có ý tốt, bà Đoan cũng chỉ mỉm cười rồi lấy lý do bận việc chào từ giã ra về, mặc cho tiếng gọi với theo của bà ở phía sau. Từ từ nói chuyện chút đi chị. Chị Đoan, chị Đoan ơi! Vừa đi tới nhà, bà đã thấy ngoài cổng dòng người ra vào tấp nập. Lúc này bà đang còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chợt từ trong nhà vang lên tiếng nói: Mọi người nhanh tay một chút để cho kịp nghe. Xong xuôi á, tôi thưởng cho mọi người. Tiếng nói đó chính là của cậu Hai Đức. Nói xong cậu bước ra, thấy bà Đoan đang đứng ở bên ngoài. Cậu nhanh chóng chạy ra cất tiếng chào. Dạ con chào cô. Tại con thấy nhà mình cũng sập xệ rồi, cho nên bữa nay con đưa người qua đây sửa sang lại để kịp ngày rước dâu à. Phiền cho con quá. Đúng là cái nhà nó có hơi lụp sụp. Cô cũng đang tính ít bữa nữa nhờ người qua làm lại nè. Có gì đâu cô, mình cũng sắp là người một nhà rồi, mà cái chuyện này là điều con nên làm mà. Đang nói chuyện thì Trang cũng từ ngoài ruộng về. Nhìn cô từ ngoài vào, tay ôm thùng bèo cho heo ăn. Cậu Hai biết ý chạy lại đem vô nhà. Bà Đoan thấy con gái mỉm cười thì kéo tay lại, tấm tắc khen. Nhưng trong lời khen cũng có chút dè chừng. Nhìn cậu Hai lễ phép, nhìn cậu Hai chăm con, mẹ cũng yên tâm phần nào rồi. Mà không biết ngày sau như thế nào nữa. Lúc đó không biết cậu còn thương con như bây giờ không. Rất nhanh căn nhà lụp sụp của bà Đoan được sửa sang lại. Tuy không nguy nga tráng lệ nhưng khiến bà vui mừng không ngớt. Bởi cả đời này bà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngôi nhà được lợp bằng ngói và lót gạch như bây giờ. Thời gian cứ trôi dần, cuối cùng cũng đến ngày nhà ông Phú Hộ Thất đến đón Trang về làm dâu. Sáng hôm nay bên nhà bà Phú Hộ Thất rất nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập. Họ chia việc nhau mà làm để kịp giờ rước dâu. Ở phía trên nhà, lão Phú Hộ Thất đang hí ha hí hửng như đây là đám cưới của lão, chứ đâu phải là của cậu con trai. Thoạt nhìn vào thì nghĩ do lão vui mừng vì sắp có con dâu nên mới như vậy. Chứ có ai ngờ trong đầu lão ta đang âm mưu thâm độc một điều đã được sắp đặt sẵn. Đây cũng là bước đầu tiên cho sự việc đau lòng sau này của đôi uyên ương trẻ. Để không trễ giờ lành, cả gia đình Phú Hộ Thất
đi về hướng cuối làng. Lúc này bà Đoan đang dặn dò con gái đủ điều. Nghe mẹ dặn nè, khi tới nhà người ta rồi thì phải chờ cậu hai hoặc là bà Phú dắt vào, tuyệt đối không được tự ý bước vào, nghe chưa? Lúc này Trang cũng rưng rưng nước mắt. Cô ôm lấy mẹ rồi nghẹn ngào nói: Mẹ à, sau này không có con, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Thôi, hôm nay ngày vui của con, không có nên khóc. Đang sửa lại mái tóc cho con gái thì bên ngoài tiếng của bà Mai hối hả chạy vào. Cô Trang xong chưa? Ông bà Phú họ qua tới nơi rồi đó. Ở bên ngoài, gia đình Phú hộ cũng đã tới. Mặc dù căn nhà đã được sửa soạn khá khang trang, thế nhưng vẫn bị bà Phú hộ chê không thương tiếc. Ôi trời ơi, cái nhà còn không bằng cái lỗ mũi nữa. Vậy mà không hiểu sao nó lại đòi lấy con Trang cho bằng được nữa. Vào đến nhà, sau một vài nghi thức phong tục, Trang theo cậu hai Đức về nhà và chính thức bước vào hào môn làm dâu Phú hộ thất. Ngồi trong phòng tân hôn, Trang không thể tin được rằng giờ đây mình đã trở thành con dâu nhà Phú hộ giàu có. Đang ngồi nhìn xung quanh phòng chờ, cậu hai Đức quay trở lại thì chợt cánh cửa mở toang ra. Trang cứ nghĩ là cậu hai nên vui vẻ ngồi trên giường chờ cậu. Tiếng bước chân đi chậm chạp tiến về phía chiếc giường tân hôn. Cô gái thẹn thùng không dám ngước mặt lên. Một giọng nói trầm đục vang lên, khác với cái giọng trầm trầm thường ngày của cậu hai Đức. Trang giật mình ngẩng đầu lên. Thay vì ánh mắt thẹn thùng hồi nãy thì bây giờ là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Cha, sao cha lại vào đây? Dạ chồng con đâu rồi cha? Lão Phú hộ lúc này dùng ánh mắt dâm dê không che giấu. Lão nhìn cô rồi cười. Chồng con nó bận tiếp khách ngoài kia rồi. Ta sợ con mệt cho nên đi vào xem thứ đó mà. Vừa dứt lời, Phú hộ tiến sát lại ngồi kế bên đứa con dâu. Lão đưa đôi bàn tay của mình ra để chuẩn bị thực hiện hành vi xấu. Quá bất ngờ trước hành động khiếm nhã này, Trang ấp úng nói: Cha, con không sao đâu. Con chờ chồng con được. Cha, con mời cha. Trong lúc Trang đang tránh né bàn tay như quái vật của lão Phú hộ thì bên ngoài có tiếng nói phát ra: Ok cha, mẹ đang tìm cha bên ngoài đó. Lão Phú chưa kịp hành động thì đã bị cắt ngang. Lão tức giận, tuy nhiên lão vẫn cố giả vờ say để hòng thoát tội. Trời đất ơi, ta say quá cho nên đi nhầm phòng. Thôi, ta đi đây. Cha có cần con sai thằng Tý đưa cha lên nhà không? Thôi, không cần đâu, để ta tự đi được. Sau khi lão Phú hộ đi rồi, trong ánh mắt Trang vẫn còn vương nét sợ hãi. Hai Đức cũng thấy điều đó. Anh càng thấy kỳ lạ hơn. Rõ ràng nhà trên và nhà dưới cách nhau không mấy gần. Hơn nữa vợ anh lại ngồi thù lù ở đây. Không lẽ cha không thấy? Tuy là nghĩ vậy, nhưng anh cũng chỉ nghĩ cha có lẽ say quá nên đi nhầm phòng thôi. Còn riêng Trang, từ bây giờ cô đã buông xuống một lớp phòng bị đối với người cha chồng này. Trong đầu cô đã bắt đầu cảnh giác. Tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn nên cô im lặng quan sát mà không nói gì. Cậu hai thấy vợ mình trầm tư liền nói: Em nghĩ cái gì mà suy tư vậy? Dạ không có gì, chỉ là em không tin được. Bây giờ em đã ở bên cạnh cậu rồi.
Cậu hai vuốt tóc cô mỉm cười. Cả căn phòng ngập trong cảnh xuân kiều diễm. Sáng hôm sau giờ thường lệ, Trang dậy sớm xuống bếp. Gia nhân trong nhà thấy vậy thì liền ngăn lại. Mợ ơi, mợ lên nhà đi mợ. Chuyện ở dưới này là của tụi con. Mợ mà xuống đây, lỡ mà cậu thấy thì tụi con bị la chết đó mợ. Mặc dù mọi người cố ngăn cản, nhưng Trang vẫn kiên quyết phụ làm cùng. Đám gia nhân thấy mợ thân thiện không hách dịch, cho nên ai nấy cũng đỡ lo. Lúc nghe nói nhà sắp có mợ hai, họ chỉ sợ rằng mợ là người khó ăn khó ở, gây khó dễ cho gia đình trong nhà. Đang loay hoay lặt rau, bỗng một chất giọng ồm ồm của lão phú hộ cất lên. Sao chúng mày để mợ hai đụng tay đụng chân vô mấy cái việc này? Chúng mày muốn chết rồi có đúng không hả? Nói xong, lão chạy lại lấy cái rổ rau trên tay Trang, nói: Con dâu à, sao con lại xuống đây làm cái gì? Mấy việc này cứ để cho gia nhân làm đi. Trước đây con là ai không có quan trọng. Bây giờ con là con dâu của nhà ta rồi, là mợ hai của nhà phú hộ đó. Không được làm mấy chuyện này. Để xuống đó cho chúng nó đi. Giờ để cha dặn thằng Tý pha ấm trà. Con lên mời mẹ lấy lòng bà ấy đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Trang đã làm dâu nhà phú hộ được tầm 6 tháng. Trong khoảng thời gian này, cô luôn được lão phú hộ và chồng của mình bảo vệ, cho nên có thể tránh được nhiều điều từ bà phú hộ. Tuy nhiên vẫn có nhiều lần bà luôn nghĩ ra những chiêu trò để hành hạ cô. Điển hình hôm nay, khi đang quét sân thì trong nhà có tiếng gọi lớn. Trang, con Trang đâu rồi? Ở trong nhà này, người hay cất tiếng kêu như vậy thì chỉ có mỗi mình bà Phú. Trang nghe vậy sợ hãi, vội chạy vào rồi lễ phép thưa: Dạ mẹ cho gọi con ạ. Bà Phú hộ khẽ điếc nhìn rồi nói: Hôm nay tôi muốn ăn canh cá. Mợ hai coi đi chợ mua cá tươi với mớ rau sạch về nấu đi. Trang nghe vậy thì lập tức làm ngay. Khi ra đến chợ, cô đi lại hàng cá, lựa con ngon nhất đem về nấu cho mẹ chồng. Khi vừa cầm con cá lên, một cảm giác tanh tưởi cực độ xộc lên mũi. Cô ôm bụng nôn khan. Bà bán cá vốn là bạn thân của mẹ cô, bà cất giọng nói: Con gái à, con sao vậy? Con không biết nữa. Sao mấy hôm nay con có nghe mùi cá là con cứ buồn nôn à? Chứ con không có ý gì đâu à. Bà Soan bán cá nghe vậy thì liền hỏi: Con gái à, con trễ ngày phụ nữ bao lâu rồi? Trang nghe bà Soan hỏi thì ngạc nhiên, nhưng chỉ một lát sau cô liền nói: Dạ không giấu gì bác, con bị trễ cũng gần một tháng rồi đó. Mà chắc dạo này do trời nóng cho nên con bị chậm thôi. Ủa mà sao bác hỏi con chuyện này? Bà Soan nghe vậy thì tủm tỉm cười, lấy một con cá ngon và tươi trong rổ gói lại, cẩn thận đưa cho Trang đem về. Về đến nhà, Trang lại nhớ đến cái cảm giác buồn nôn lúc nãy, nên nhờ chị bếp làm cá giùm mình, còn cô thì đi lặt rau. Nhanh tay rửa mớ rau còn lại trong rổ rồi bê vào nhà. Nhưng lần này chị bếp lại dành phần nấu. Chị ta còn tỉ mỉ sắp ra mâm rồi đem lên cho bà Phú Hộ Thất. Vừa lúc đó thì ông Phú Hộ Thất và cậu Hai Đức cũng về đến. Vậy là cả nhà bốn người ngồi vào mâm ăn như thường lệ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi cậu Hai Đức gắp miếng cá bỏ vào chén của vợ mình. Trang cảm thấy cơn rạo rực ngay cổ,
Ngay tức khắc cô chạy ra ngoài nôn khan, để lại bàn ăn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Riêng bà Phú Hộ thấy vậy liền bỏ đũa xuống lẩm bẩm: cái con này hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường nó thích cá lắm cơ mà, thế tại sao hôm nay lại nôn ọe như vậy? Chả lẽ con cá có vấn đề gì sao? Nghĩ là làm, bà ta lấy đũa gấp luôn miếng cá trong bát của Trang lên, rồi ngửi ngửi. Bà chau mày suy nghĩ, bà nói: tôi nghi ngờ lắm đấy. Ông Phú Hộ và cậu Hai Đức lúc này vẫn chưa hiểu ẩn ý của bà Phú, nên cả hai đứa mắt nhìn nhau, rồi quay về phía bà Phú như đợi câu trả lời. Điều đáng nói hơn, thay vì bà ta sẽ nổi nóng lên rồi chửi bới, hay dùng lời nói nào xéo sắc để miệt thị đứa con dâu không mong muốn này, thì trái lại ánh mắt của bà cứ như long lanh, một nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt. Trang ơi, con ổn chưa? Lên mẹ báo này. Câu nói vừa dứt thì Trang cũng từ ngoài đi vào. Cô dùng ánh mắt sợ hãi nhìn bố mẹ chồng rồi lắp bắp: Con xin lỗi bố mẹ. Nếu như thường ngày bà Phú Hộ đã la lối ôm sòm rồi, nhưng lần này thì khác. Chẳng những bà không la, bà còn nhẹ nhàng hỏi cô: Ngồi xuống cho mẹ hỏi cái này, có phải mày bị trễ ngày không hả? Vâng thưa mẹ, con trễ cũng hơn một tháng rồi ạ. Ánh mắt bà Phú trở nên sáng như sao. Bà vui vẻ nói cậu Hai Đức: Này, xơi cơm dành đi, rồi qua mời ông Lan Thịnh về đây cho mẹ, biết chưa? Cậu Hai nghe vậy cứ tưởng đâu vợ mình bị gì, liền vội vã bỏ luôn chén cơm đang dang dở, chạy đi mời ông thầy Lan. Còn về thái độ của bà Phú lúc này đã quay 180 độ đối với Trang. Bà nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn. Trước trạng thái bất thường này khiến cho đứa con dâu cảm thấy rất hoang mang. Tuy nhiên khi trong đầu đang đặt ra hàng tá câu hỏi, thì cậu Hai Đức lúc này cùng ông thầy Lan Thịnh về. Vừa vào đến cửa, ông Lan chắp tay: Chào bà, chào ông. Chả biết hôm nay hai ông bà gọi tôi đến là có chuyện gì dài bảo à? Ông Lan giúp ta bắt mạnh cho con dâu ta đi. Ông Lan liền lấy đồ nghề ra bắt mạch cho Trang. Dưới ánh mắt trông ngóng của bà Phú, cùng ánh mắt tò mò của hai bố con ông Phú, chỉ sau một lúc, ông Lan Thịnh mỉm cười rồi nói: Chúc mừng ông bà, mợ nhà đã có hỷ. Nghe đến đây, bà Phú họ Thất liền vui vẻ ra mặt, kéo tay Trang ngồi bên cạnh rồi cất giọng nhẹ nhàng: Con ngồi xuống đây đi, để mẹ bảo con bếp ra làm món khác cho con ăn nha. Dứt câu, bà quay ra và nói vọng xuống bếp: Con bếp đâu, lên đây bà bảo. Mày dọn hết mấy cái món tanh này xuống dưới đi, rồi nấu vài món khác mang lên đây cho mợ mày ăn. Nhớ là phải tránh những cái nguyên liệu mà phụ nữ mang thai thường bị ngán đó, nghe chưa? Câu nói đầy ngạc nhiên lắm, vì thường ngày bà Phú sơ hở là bắt choẹt mợ hai. Vậy mà hôm nay bà ta lại thay đổi một cách đột ngột. Điều này không chỉ khiến cho chị bếp cùng đám gia nhân ngạc nhiên, còn làm cho bố con ông Phú phải ngơ ngác không kém phần. Cậu Hai hỏi mẹ mình: Có chuyện gì thế mẹ? Bố tiền sư mày, giờ còn ngồi đấy mà ngẩn ngơ được hả? Lo cho vợ mày đi, mày sắp làm bố rồi đấy. Nghe đến đây thì đầu cậu chợt dâng lên một niềm xúc cảm nào đó khó tả, rồi vui mừng chạy lại phía vợ mình, ôm chặt cô. Bà Phú thấy vậy thì giang tay như gà mẹ cản đàn gà con rồi nói: Mày làm cái gì vậy con? Cứ nhào nhào như thế, lỡ cháu của tao giật mình thì làm sao? Một lúc sau, đồ ăn cũng được mang lên. Cả nhà lại quây quần bên nhau vui vẻ. Bà Phú Hộ chăm sóc đứa con dâu từng ly từng tí, cứ như từ trước đến giờ,
chẳng hề có sự hiềm khích nào xảy ra. Chính điều này đã làm cho cậu Hai Đức an tâm hơn mà nở nụ cười hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi qua, Trang lúc này đã mang thai được 2 tháng. Trong thời điểm này, cô nghén rất nặng, chẳng ăn uống được gì nhiều ngoài dăm 3 cái đồ chua như cóc xoài. Theo kinh nghiệm của các bà thì thèm chua 90% là con trai. Bà Phú biết vậy cứ tủm tỉm cười. Thời gian này bà không cho con dâu động tay động chân vào bất cứ thứ gì trong nhà. Trang chỉ việc ăn rồi ngủ, cũng lắm thì đi lòng vòng trong nhà thôi. Khỏi nói cũng biết, tất cả gia đình ai nấy đều rất háo hức chờ đợi ngày đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Sáng hôm nay bà Phú Hộ thức dậy, theo thói quen bà gọi: "Con bếp đâu rồi? Mày xem mày chân sẵn cái nồi yến đi, với nấu thuốc an thai cho mợ Hai đi nha. Mày nhớ là làm gì cũng phải nhẹ nhàng, để mợ mày ngủ đó biết chưa?" Chị bếp nghe vậy thì háo hức thi hành ngay. Bởi từ khi Trang vào làm dâu nhà này, đám gia nhân ai nấy cũng đều rất thương và quý mến cô. Khi bà Phú đang nhâm nhi tách trà nóng thì cũng là lúc Trang từ trong phòng bước ra. Cô lễ phép chào: "Vâng, thưa mẹ, con mới dậy." "Ôi, sao con không ngủ thêm một tí nữa đi? Còn sớm mà, dậy làm cái gì chứ? Thôi, lại đây với mẹ nào." "Vâng, tại con dậy quen giấc này rồi mẹ, không ngủ lại được mẹ à." Bà Phú nghe vậy thì mỉm cười, rồi kéo cái ghế đưa cho con dâu mình. Bà nói bằng chất giọng buồn buồn: "Trang à, mẹ xin lỗi vì trước đây đã đối xử tệ với con nghe. Từ giờ mẹ sẽ bù đắp lại cho những gì mà con đã chịu khổ trước đây." "Mẹ đừng có nói vậy. Phận làm dâu con chịu cực khổ một chút có đáng là bao à?" Bà Phú gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi nhìn thật kỹ vào ánh mắt của Trang mà thầm nghĩ: "Bởi suy cho cùng, con bé này rất có cốt cách của một con nhà quý tộc. Nếu nó sinh ra trong gia đình quyền quý thì chả chê vào đâu được. Ơi, nhưng mà không sao, giàu nghèo gì với mình bây giờ chẳng còn quan trọng nữa." Bà Phú định nói thêm điều gì đó với đứa con dâu thì bất ngờ Trang ôm bụng rên la đau đớn. Cậu Hai Đức đang ở gần đó nên nhanh chóng lao lại đỡ cô. "Có chuyện gì thế? Em bị sao vậy?" Bà Phú cũng lo lắng không kém phần. Bà nhìn cô ôm bụng đau đớn, liền nghĩ chắc là có chuyện chẳng lành, lập tức quát lớn: "Thằng Tý đâu? Mày chạy đi kêu ông Lan Thịnh về đây nhanh lên coi. Còn thằng Hai, mày bế vợ mày vào phòng nhanh lên đi." Sự lo lắng bây giờ dâng lên tột độ trong cả gia đình Phú Hộ Thất. Bởi cái thai chỉ mới tầm 2 tháng thì đâu thể gọi là chuyển dạ sinh non được. Cái đau lạ kỳ này của người thai phụ quả thật khó lường được, nên cả nhà từ trên xuống dưới chỉ có thể ngồi bên cạnh động viên cô. Còn đám gia nhân thì nhau nấu nước ấm chườm khăn. Cũng may không lâu sau đó ông Lăng Thịnh cũng đến. Nhưng khi nhìn vào thần sắc của Trang cũng như kết hợp việc bắt mạch, ông Lan lắc đầu: "Thôi quá trễ rồi, không còn giữ được nữa. Mọi người ra ngoài đi, để tôi xử lý cho mợ Hai." Câu nói như sét đánh ngang tai đối với cả gia đình Phú Hộ Thất, làm cho bà Phú Hộ ngã quỵ xuống ôm mặt khóc. Còn Trang ở trên giường ngất xỉu, làm cho ông Lan Thịnh cũng bấn loạn theo. Nhìn sang Hai Đức định cầu cứu cậu thì cậu cũng chẳng khá hơn. Chỉ còn mình ông Phú Hộ Thất có vẻ khá bình tĩnh. Ông hỏi: "Thầy Lan à, tại sao lại sảy thai được vậy? Con dâu ta được chăm sóc rất kỹ lưỡng đó, nó chẳng còn động đến móng tay móng chân vào bất cứ việc gì mà.
làm sao mà có thể sảy thai được chứ. Tuy nhiên lúc này cố người như cứu hỏa, cho nên ông Lan Thịnh không nói gì thêm, liền nhanh chóng xử lý cho Trang. Một lúc sau xong xuôi, ông đi ra nhìn ông Bào Phú Hộ mà nói: Mợ hai sảy thai là do ăn trúng loại dược phá thai đó. Hơn nữa nó còn được tích tụ lâu ngày, để rồi đến hôm nay mới phát tác đó. Thật cáo lỗi vì tôi đã không cứu được đứa trẻ. Lời ông Lan vừa dứt, tiếng quát như hổ gầm của bà Phú lại vang lên, kèm theo đó tiếng bạt tay vào gương mặt của chị bếp. Mày nói đi, ai sai mày bó thuốc cho mợ hả? Sao mày hại mợ? Mày mà không khai thật, tao giết mày đó, mày có nghe chưa? Chị bếp nghe vậy dập đầu cầu xin. Bà ơi, con lại bà không van bà. Con thương mợ hai không hết thì làm sao mà con hại mợ được chứ? Cậu Hai Đức cũng càng ngăn mẹ. Mẹ à, chị bếp làm cho nhà mình lâu lắm rồi, cho nên con hiểu tính của chị. Chị ấy chẳng hại vợ con đâu. Bà Phú Hộ buông chị bếp ra mà than khóc. Vậy thì ai chứ? Ai dám bỏ thuốc hại cháu hại dâu của tao? Trời đất ơi, chả lẽ nhà mình hết phúc rồi sao? Cả nhà sau sự việc đó rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng buồn thảm. Còn mợ hai Trang thì sau khi tỉnh lại cũng trở nên ngẩn ngơ khờ dại, suốt ngày ôm cái gối trong tay hát ru ầu ơ. Mặc dù vậy, bà Phú Hộ vẫn hết lòng thương yêu chăm sóc cô. Bao nhiêu thứ thuốc hay hoặc lăng y giỏi thì bà cũng đến tìm để mong chữa trị cho Trang. Thế nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng. Hôm nay bà và cô đang chơi trò ru em bé ở trước sân nhà thì mẹ cô là bà Đoan đến thăm con gái. Trên tay bà Đoan là mớ rau và con gà mái mơ. Bước vào trong sân đã thấy bà Phú đang dỗ dành con gái của mình, khiến cho bà Đoan rưng rưng nước mắt. Còn bà Phú khi nhìn thấy xuôi da mình thì bà ta liền niềm nở, đoan đã đón chào. Chị xuôi mới đến hả? Bà Đoan cười chào rồi nói: À, nhà tôi có mớ rau với con gà mái này, mang sang đây để biếu anh chị ăn lấy thảo à. Ôi, chị quà trời đã quý lắm rồi, quà cáp gì cho nó cực tấm thân. À, con dâu ơi, mẹ còn đến chơi kìa, mau đứng dậy chào mẹ đi con. Trang đang ôm cái gối trên tay cứ liên tục ru ầu ơ, rồi con ngước lên nhìn về hướng bà Đoan với ánh mắt ngây ngô khờ dại. Vâng, con chào mẹ. Quả thật nhìn cảnh này thử hỏi có ai mà không xót xa cho được. Sự háo hức của một người mẹ đang khao khát được nhìn thấy con mình sinh ra, vậy mà ý trời lại không cho phép. Có lẽ đấy cũng là nguyên nhân khiến cô gái tội nghiệp này mắc bệnh trầm cảm. Ở đời có câu nói: muốn người ta không biết thì mình đừng làm. Phạm làm việc gì cũng hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Chính là ám chỉ ông Phú Hậu Thất. Xấu là trong buổi trưa hôm ấy, cậu Hai đi công việc về thì đã không thấy vợ đâu. Anh hối hả chạy khắp nơi tìm kiếm, và cuối cùng khi nhận ra chiếc gối mà vợ anh vẫn thường ôm, cho là đứa bé, đang nằm sát mé sông. Như vậy thì quá rõ ràng, người ta có thể đưa ra kết luận rằng mợ hai nhà Phú Hậu Thất vì trầm cảm mà nghĩ quẩn rồi nhảy xuống sông tự tử. Một số ý kiến lại cho rằng mợ hai bị ma gia lôi kéo ra sông để thế mạng. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì tin tức Trang qua đời cũng nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Đám tang mợ hai nhà Phú Hộ được diễn ra linh đình, nhưng với chiếc quan tài rỗng. Mà điều này thì duy chỉ có người trong cuộc mới hiểu lý do. Sau đám tang của con dâu, bà Phú Hộ trở nên âm trầm ít nói.
Còn cậu Hai Đức thì rượu chè bê tha. Ngày ngày anh khóc thương nhớ vợ. Chỉ riêng có mình ông Phú Hộ là luôn tỏ ra rất bình thường. Cứ như cái chết của đứa con dâu là điều hiển nhiên vậy. Có điều sự bình tĩnh này của lão ta chẳng kéo dài được bao lâu thì tai họa lại ập đến. Mà điều đầu tiên là những nỗi ám ảnh kinh hoàng từ sau những cơn ác mộng. Hôm đó là một đêm khí trời oi bức, ông Phú đang ngủ ngon lành thì chợt một luồng khí lạnh thổi vào khiến cho ông ta rùng mình tỉnh giấc. Kéo cái mền đắp lên người cho đỡ lạnh rồi lim dim thả hồn vào giấc mộng thì chợt bên tai nghe tiếng khóc của trẻ con. Cái tiếng khóc nghe rất lạ và dường như nó đang mang đến cái sự thê lương nào đó rất khó tả. Tiếp sau đó, ông ta có cảm giác trên bụng mình có cái gì đó lạnh lạnh ương ướt. Quá tức tối, ông ta đành mở mắt ra nhìn thử thì phát hiện trên bụng bây giờ là một vật gì đó không rõ hình dạng. Nó ướt nhẹp nhớt nhát, đang lăn qua lăn lại rồi vẫn đứng lên. Càng đáng sợ hơn là nó mở to đôi mắt cứ như hai trái vải ra, chớp chớp và nhìn về phía ông Phú. Nó cất giọng thều thào. Ông nội định hất cháu ra hả? Chả lẽ ông chẳng thương cháu sao? Cái giọng nói xa xa ấy cứ như ở chốn âm ti vọng về, làm lão Phú sợ hãi hét lớn rồi giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó là tiếng nói quen thuộc bên tai. Này, ai làm cái gì mà ông la to như thế? Bộ gặp ma sao? Hai từ gặp ma vỏn vẹn nhưng lại làm cho bản thân ông Phú sợ đến độ run người. Tuy là vậy nhưng ông ta không thể để cho vợ mình biết sự việc này được, liền lên tiếng giả lả nói. Bà đấy, ăn nói vớ vẩn. Mà có gì ở đây? Thì tôi ngủ rồi gặp ác mộng một tí, chứ có cái gì đâu mà to tát. Thôi, gần sáng rồi, lo mà ngủ đi. Nói rồi lão nằm xuống giả vờ ngủ. Nhưng chủ yếu là đợi khi bà Phú Hộ chìm sâu vào giấc mộng thì lão lại mở mắt ra. Ánh mắt lão nhìn lên trần nhà, suy nghĩ xa xăm. Nhớ về cái ngày hôm đó, ngày đầu tiên gặp Trang, lão đã bị u mê bởi nhan sắc của cô. Dẫu biết rằng Trang là người yêu của con trai mình, nhưng vẫn suy nghĩ tìm cách để có thể chiếm cho bằng được. Thành ra mới có chuyện giả vờ ủng hộ cậu Hai Đức cưới Trang về trước, rồi từ từ sẽ ra tay sau. Đây cũng là cách hay, vì vừa có thể tránh được tai mắt của bà vợ già mà lại vừa được lâu dài. Nào ngờ mọi suy tính của lão bị sai đi khi Trang lại mang thai. Trong lòng lão tức giận vô cùng và thầm nghĩ không được để đứa nhỏ này sống sót. Vì vậy lão âm thầm bỏ thuốc phá thai vào canh dưỡng thai mà Trang uống hàng ngày. Còn riêng về cái chết của Trang cũng không ngoài dự đoán, đều chính là do một tay lão làm ra. Hôm đó khi về nhà đã thấy Trang ngồi chơi một mình trước sân, lão nói với Hai Đức. Bố chợt nhớ là có chút chuyện chưa có làm xong, con vào nhà trước đi. Nói xong lão ta giả vờ đi ra hướng đường rồi vòng đường sau để trở lại nhà. Hành động này chủ yếu là vừa lừa thằng con trai duy nhất của mình cho khỏi bị nghi ngờ, để lão dễ bề hành động. Lão đưa mắt nhìn vào thân hình đầy gợi cảm của Trang, rồi đưa tay vẫy vẫy, vừa lên tiếng gọi. Con gái à, đi theo ta đi. Ta có ít kẹo để dành cho đứa cháu nội đây. Nghe đến từ kẹo, con dâu liền vui vẻ đi theo hướng của ông Phú Hộ. Dù được con dâu khờ ra ngoài vườn sau, lão giở trò sàm sỡ bằng cách ôm chầm lấy cô. Trang hoảng hốt định tung chân bỏ chạy thì bị lão Phú kéo lại rồi hôn vào gò má cô. Tiện thể lão bịt miệng cô rồi dùng những lời đe dọa.
Tuy nhiên lúc này Trang chỉ có thể cắn mạnh vào tay người đàn ông khốn nạn này để hòng tìm cách thoát thân. Quá tức giận nên lão Phú liền bạt tay thẳng vào cô, rồi nghiến răng mà nói: "Con quỷ cái, mày dám cắn tao hả? Tao đánh cho mày chết." Cứ vậy lão tát tới tấp vào mặt cô. Lão tuy lớn tuổi nhưng vì uống nhiều sâm dược quý nên còn khỏe lắm. Một lúc sau Trang sợ quá chỉ ôm mặt khóc, còn lão thì nghĩ cô ngoan ngoãn. Ánh mắt của cô hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng, nước mắt lăn dài trên gương mặt thâm tím, khóe môi rớm máu. Cô gái tội nghiệp cắn răng chịu đựng và lợi dụng lúc lão Phú sơ hở liền tung chân bỏ chạy. Nhưng lần này thì không may mắn, vì khi lão ta kéo lại rồi giằng co với cô thì không biết xui rủi thế nào khiến cô té đập đầu vào tảng đá, máu trên đầu chảy ra xối xả. Lão Phú Hộ thấy vậy rất lo sợ, dự định đi tìm người tới cứu. Nhưng ngay sau đó lão khựng lại vì nghĩ rằng nếu cứu cô tỉnh dậy, khả năng cô sẽ mang toàn bộ câu chuyện này thuật lại cho người khác nghe, lúc đó lão sẽ bị mệt mỏi. Thôi thì thiên hạ thủ vi cường. Lão kéo cô và cả cái gối ném xuống bờ sông rồi dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ, sau đó ung dung trở vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giờ đây những ký ức cứ chạy trong đầu khiến cho lão phải suy nghĩ, không lẽ hồn ma của đứa bé đã về báo thù? Nỗi lo sợ trong lòng bắt đầu dâng lên mỗi lúc một nhiều. Tuy nhiên lão vẫn cố gắng trấn an bằng cách cho bản thân mình vì quá mệt mỏi nên mới bị như thế, chứ trên đời này làm gì có hồn ma bóng quế nào cho được. Với dòng suy nghĩ này đã làm cho lão an tâm hơn rồi chìm vào giấc ngủ. Có điều những nỗi kinh hoàng nào đó không chịu buông tha cho kẻ thủ ác. Khi vừa chợp mắt được chừng một lúc thì bên tai lại vang lên tiếng ru: "Ví dầu cầu giáng đóng đinh, ông nội giết cháu được trời sao tha, mật người nhưng lòng dạ chó tha, quỷ tha ma bắt loại người như ông." Nghe giọng ru này, lão liền bật tỉnh dậy, bởi cái giọng hát ấy rất quen. Đó là của đứa con dâu tội nghiệp bị lão đã giết chết. Cả thân hình lão run rẩy, lão lay tay bà vợ đang bên cạnh: Bà ơi, bà có nghe tiếng gì không? Chuyện gì đấy? Khuya rồi sao chẳng chịu ngủ đi, còn kêu réo hoài thế. Bà có nghe cái tiếng hát ru dằn dẳng ở phía ngoài kia không? Lặng tại nghe, bà Phú bực mình gằn giọng: "Ơi, có cái gì đâu, ông bị làm sao thế? Thôi lo mà ngủ đi, đừng có làm phiền đến tôi nữa." Nói xong bà quay lưng vào trong ngủ tiếp. Còn lão vẫn nằm đó thao thức và lắng nghe tiếng hát văng vẳng lúc xa lúc gần. Con người thì cái gì càng sợ họ sẽ càng tò mò, cho nên lão quyết định đi ra xem tiếng hát đó phát ra từ đâu. Lần theo một hồi, lão đã ra đến sau sân nhà và ngạc nhiên khi thấy mình đang ở bờ sông. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của đêm rằm giúp lão nhận ra có một bóng người phụ nữ. Cô ta bận một bộ đồ bà ba màu trắng, tóc xõa dài rũ rượi, tay đang ôm vật gì đó lắc lư. Định tiến lại gần xem thử thì chợt người kia ngẩng đầu lên nhìn lão. Từ cái đèn trên tay kèm với ánh trăng hỗ trợ, lão nhận ra được người đó không ai xa lạ, chính là Trang, đứa con dâu bị lão giết hại cách đây mấy tuần. Trên tay cô cầm chiếc gối mà thường ngày cô hay bồng. Cô ngước lên nhìn lão rồi cười cười: "Bố ra thăm con với cháu có đúng không bố?
Hai mẹ con ở dưới này buồn lắm. Bố đi theo con nha. Nói xong, cô bắt đầu tiến lại gần lão. Trên tay cô không còn là chiếc gối nữa, mà là cái thứ quái dị vô cùng. Lão thấy vậy liền quỳ rạp xuống van xin. Thả cho bố đi. Bố chỉ nhất thời hồ đồ, lỡ tay giết con thôi mà. Câu này của lão vừa dứt thì một giọng nói nấc nghẹn. Thật là oan nghiệt mà, đến cả con dâu ông cũng chẳng tha. Ông có còn là con người nữa không hả? Lúc này lão Phú Hộ mới chợt bừng tỉnh nhìn lên và thấy cậu Hai Đức cùng bà Phú Hộ đứng đó từ khi nào. Lúc này lão không biết nói gì hơn là ôm mặt khóc. Sau đêm đó lão trở nên điên dại, cứ ôm cái gối mà cười nói một mình. Còn về phần Trang, tuy hôm đó cô bị bố chồng vứt xuống sông, nhưng may mắn thoát chết vì gặp được chồng mình. Cái vở kịch hù dọa ma quỷ cũng là do cậu Hai bày ra, vì cậu biết đứa con của cậu không tự nhiên mà mất. Tuy có hận, nhưng so với công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, cậu bỏ qua hết tất cả, nguyện lòng sẽ chăm sóc ông Phú Hộ đến cuối đời. Vào một ngày đẹp trời, cả nhà Phú Hộ thất hay tin mợ Hai Trang đã có thai lần nữa. Tất cả trên dưới từ bà Phú, cậu Hai Đức và cả đám gia nhân đều lấy làm vui mừng. Họ chăm lo cho mợ từng chút một để chờ ngày đứa trẻ chào đời. Rồi thời gian dần trôi đi. Đến 9 tháng sau thì Trang hạ sinh một lúc hai đứa bé kháu khỉnh, một trai một gái. Và đó cũng là lúc mà ông Phú Hộ Thất đã tỉnh táo trở lại. Xong ông chào từ biệt cả gia đình, lên chùa quy y Tam Bảo để sám hối với những lỗi lầm của bản thân mình gây ra. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ân Đền Oán Trả, tác giả Vidomino. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.